Một tai nạn liên hoàn giữa hơn 100 xe hơi và xe tải đã xảy ra trên tuyến đường cao tốc A19 phía Tây nước Bỉ vào sáng sớm ngày 3 tháng 12 theo giờ địa phương, làm ít nhất một người chết và 54 người khác bị thương. Theo nhận định của các nhà chức trách, nguyên nhân của vụ tai nạn là do sương mù dày đặc hạn chế tầm nhìn của tài xế. Những hình ảnh ban đầu của hiện trường vụ tai nạn cho thấy nhiều ô tô bị xếp chồng lên nhau, nhiều xe bị lật và bị văng vào lề đường. Theo nguồn tin địa phương, trong số 54 người bị thương có 5 người đang ở trong tình trạng nguy kịch và 11 người bị thương nặng. Trong khi đó, tỉnh trưởng tỉnh Sonebeke, ông Đức Kaodun cho biết có 2 người thiệt mạng trong vụ tai nạn nghiêm trọng này. Đến nay, lực lượng cứu hộ của Bỉ vẫn đang nỗ lực để giải cứu cho những người đang bị mắc kẹt trong ô tô sau vụ tai nạn. Nhà chức trách địa phương cho biết, sương mù dày đặc khiến hoạt động cứu hộ bằng trực thăng không thể thực hiện được. Đường cao tốc A19 nối liền trung tâm công nghiệp của vùng Korik và khu vực Ipoh lân cận, sương mù dày đặc vẫn đang bao phủ tuyến đường này.